cháu nhá. Sâu này để chôn hòn đá nhá, múc đây để chôn hòn đá này. Sâu lắm, 4-5 mét. Cho chôn đá này nhé, chôn đá xuống. Sâu đấy nhỉ, 5-6 mét đấy, không biết chuột đá xuống được không đấy. Sâu lắm, 4-5 mét này, 5-6 mét, 5-6 mét này. Sắp rồi, chôn sắp được rồi, bánh này là sắp tốt rồi. Bây giờ cho con bé nó xuống là to là dơ, là chuẩn bị đánh cái chân ra đấy. Hả? Ờ, còn to nhưng mà khi con bé này phải ra thì mới ra được. Sắp sập rồi đấy. Đấy được rồi, lượng này là tốt rồi. Ồ, được rồi, lượng này tớ tốt đấy, tớ chìm hết đấy, ngập hết đấy. Cái lượng kia nó con lu kia đánh hết cái lu rồi. Bây giờ còn mỗi cái này đưa cái mà nó. Bây giờ cái kia quay ra phát huy lật xuống. Cao cao vào kia đi, cao cao vào kia đi. Đấy, phải cao cái đấy xem là cái chân. Cao cao chân lên đến đâu? Đấy, xem cái chân đi. Cao xem chân lên đến đâu? Chứ đeo hội nhưng mà xúc nhiều to, nhiều đường phí công. Đấy, chân đi. Đấy, cái độ đấy. Đấy, chân đéo có chân đâu. Đấy, đéo có chân gì. Không có chân thì ngon nhỉ. Cái vẽ quay phát kia là cái này được ngay rồi. Nếu không có chân thì tốt, trắng một côi thôi.
không có trần. Không có trần thì tốt quá, thì mẹ ngon. Vướng cái ấy kia không đuôi cái giếng nhờ. Đuôi giếng đúng múc nó xoáy xoáy vào phát là được ngay. Quá trời múc được cái trần ấy. Ấy. Chân chảy đâu? Chảy trên đường trên này, trên chảy xuống này. Sâu lắm, 5, 6, 7 mét. Chôn thằng đá rất to nha, vài chục tấn đá này. Không có múc để chôn cái đá này nhá, 6, 7 mét.
múc đất để chôn hòn đá này nhá. Hòn đá rất to, này múc sâu lắm, 6-7 mét. Giới thiệu với các cháu là đi đào hay xem thợ đào đào cái hố để chôn hòn đá chú nhá. Các cháu thấy hay luôn, cứ làm thích đăng ký kênh cháu nhá, chào các cháu nhá, các cháu hạnh phúc nhá.